Chào các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ làm video để hướng dẫn cho các bác cách chi tiết cụ thể nhất cái cách độ một con siêu chép để đánh xẻ nhé các bác nhé. Thì cái này là tôi cũng nói trước rồi là sẽ độ trên cái loa VKE898/2018 đây này. Cái loa 2018 là phiên bản mới nhất này này. Cái loa này thì là nó có cái con IC công suất lớn. Con này này là nó đủ lực để nó kéo được cái con chép này. Chứ còn nếu mà cái loại mà loại 898 5V ấy, IC nhỏ là không kéo được nhá. Và hàng E76 mới bây giờ IC nhỏ không kéo được. Thì là đầu tiên cái check của nó là như thế này nhá các bác nhá. Đây là con check này. Cái này ấy, tôi nói từ từ các bác chú ý theo dõi nhá. Video nó hơi dài. Bản chất của con check này ấy, nó gọi là con check thạch anh màng giấy. Đây, thạch anh màng giấy. Tôi tháo cho các bác xem một con này này. Đây. Ở trong này là nó có màng giấy này thì gọi là thạch anh màng giấy. Cái này thì cũng có số người gọi là check mắt trâu nhá. Thế nhưng mà thực ra để gọi mà check mắt trâu thì cái check đấy là nó hình thoai thoải, hình bầu dục này. Nó liền luôn. Và hai cái tai ngoài này thì nó có hai cái lỗ nhá. Nó sẽ to hơn như này. Thì cái này là anh em đánh thực tế cũng đã có so sánh rồi. Thì âm thanh của cái check mắt trâu đấy nó không được đanh, không được giòn bằng cái này. Cái này thì nó đanh, nó giòn hơn. Thế cái này thì là năm ngoái thì là nó làm một cái dạng phễu, là phễu cài, phễu tháo ra được nhá. Nhưng mà năm nay người lại làm cái phễu liền. Phễu liền luôn. Phễu liền như này các bác này. Đây này tôi tháo ra cho các bác xem ấy. Đấy. Ba con ốc hãm này. Đấy nha các bác nhá, tháo ra cái phễu này. Cái phễu này là hoàn toàn liền hết nhá các bác nhá, liền hết. Thì giờ các bác muốn độ thì các bác sẽ phải lấy cưa hoặc là lấy máy cắt, máy mài tay các bác cắt đi. Thì để mà độ vào những cái loa 898 này này. Mà lắp vào trong loa luôn ấy. Và giống như này các bác này. Để lắp vào trong loa luôn này. Thì các bác cắt đúng tầm thế này là hợp lý nhất này. Các bác đưa cái đường cắt đúng vào đây. Cắt hết cái phần này đi, cắt vừa ở đây rồi. Là sẽ được cái check hợp lý nhất để các bác độ nhá. Thì đây. Đây là tôi nói thôi, chứ còn để mà thực tế cầm máy cắt cắt thì nó mất lâu, mất thời gian lắm, nó đơn giản thôi. Nó như này ấy, là nó hợp lý nhất, đủ chiều cao để các bác lắp vào trong. Thì đây là cái bản chất của nó là cái con check thẻ anh bằng giấy các bác nhá. Mắt trâu hay không mắt trâu thì vẫn là nó. Đấy, mình hiểu như vậy. Thế nhưng cái dòng này thì là nó âm thanh nó đanh hơn, nó tốt hơn. Thì bây giờ ấy, khi các bác câu một cái check này không này thì nó không đạt được công suất hết của nó. Tiếng nó nhỏ và tiếng nó sẽ có hơi bị rè. Nó không được trong, không được thanh. Thì người ta sẽ hàn cái con check. Con check này gọi là con check thạch anh dây đồng rồi này. Nhá, con thạch anh dây đồng rồi này. Cái này bản chất là con siêu check, con siêu check có cuộn dây đồng. Thì người ta lợi dụng cái cuộn dây đồng này này để kích cái con check to này lên. Để kích con check to này lên nhá. Thì khi hàn vào cái con cùng với con này ấy, thì hai con này nó sẽ cộng hưởng âm thanh cho nhau. Và cái âm thanh của loa check mắt trâu này sẽ đạt được âm thanh lớn nhất, trong nhất, thanh nhất, không bị réo nhá các bác nhá, lưu ý không bị réo. Còn về cái cách hàn thì tôi hướng dẫn cụ thể cho các bác đây. Đầu tiên là để cho các bác xem cái check dây đồng trước, check mới như này nhá. Con tụ này, chân này là chân trước tụ này, chân này chân sau tụ này. Thì các bác bỏ con tụ ra, như tôi ấy, anh em có tư vấn là sẽ bỏ con tụ ra thì để cho nó đạt được cái công suất lớn nhất, bỏ con tụ ra nhá. Thì đây tôi đã có tháo một cái check này ra để cho các bác xem, tháo một cái con check thạch anh dây đồng cho các bác xem này. Thì tôi lật ngược cái mạch này lên này. Đấy, các bác nhìn này. Thì cơ bản của nó sẽ có 4 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Thì điểm bên này là điểm chân của tụ này nhá, 4 điểm. Thì tôi lật ngược về phía mặt bên này. Đây, 4 điểm. Thì 4 điểm nó có rất nhiều chân. Đây, rất nhiều chân này, các bác nhìn này, bảo là các chân này. Thì các bác muốn nói mỗi cái này là một chân này. Thế nhưng mà bản chất của nó nhá, tôi giải thích bản chất cho các bác nắm được này. Chân này chân tụ bên này. Chân tụ bên này. Thì bây giờ khi các bác hàn ấy, các bác bỏ tụ ra. Các bác bỏ tụ ra nhé. Thì các bác sẽ phải hàn sang chân bên này. Thì bây giờ 4 điểm của nó ấy là 4 điểm này này. 1, 2, 3. 1, 2, 3 và 4 chân tụ bên này. Thì cái này ấy, nó có 3 điểm này. 1 điểm này, 2 điểm, 3 điểm. Thì 3 điểm này thực ra nó là nó thông nhau nhé các bác nhé. Nó thông nhau. Nó thông nhau. Các bác nhìn trong mạch này này. Đấy, trong mạch này là có cái lớp đồng nó thông nhau. Thì 3 điểm này ấy, thực ra nó là 1 điểm. Các bác hàn vào đâu cũng được. Các bác hàn vào đây cũng được, hàn vào đây cũng được, hàn vào đây cũng được, giống nhau. Và bên này cũng vậy, 3 điểm bên này cũng là 1. Thì trên cái trang này đây,
Cái này tôi chỉ cho các bác thôi nhé. Còn cái cách hàn ấy thì một là các bác tự hàn thì các bác sẽ tự hàn đấy, còn không thì các bác đem ra nhờ thợ điện tử hàn, thì các bác cho họ xem cái video cụ thể này họ sẽ biết hàn. Thì tôi vẫn cầm với thành anh này đúng theo cái chiều, đúng theo cái chiều tụ này, đúng theo chiều hai chân tụ qua anh dưới này nhé các bác nhé, đúng chiều nhé. Thì tôi bỏ tụ ra, tôi bỏ tụ ra đây, chân này là chân tụ bên này này, là tôi bỏ tụ ra rồi ấy. Thì tôi sẽ hàn một dây, cái dây này là dây từ trong loa dẫn ra các bác nhé, dây từ trong loa dẫn ra một dây, các bác hàn sang chân tụ bên này. Thế còn về âm về dương thì nói luôn cho các bác dễ, các bác không cần phải phân biệt âm dương, dây nào cũng được, các bác hàn âm vào đây cũng được, dương vào đây cũng được. Cái dây loa check này nó không phân biệt âm dương nhá các bác nhá. Đấy, nhiều khi là một số đơn vị khác họ hướng dẫn cách làm thì nói lại phức tạp, và âm dương các bác so phải đúng, rồi lấy đồng hồ đo phân biệt âm dương thì nó phức tạp quá. Bản chất của nó các bác không cần quan tâm đến âm dương. Các bác lấy một dây, dây này là từ trong mạch loa đi ra này, các bác hàn vào chân tụ bên này nhá, hàn vào chân tụ bên này. Còn một dây còn lại các bác hàn sang phía chân bên này. Thế các bác nhìn theo hình như này là các bác thấy hàn sang chân bên này này. Thì tại cái vị trí chân bên này các bác hàn thêm một dây nữa, hàn thêm một dây nữa để dẫn ra cái con thạch anh bằng giấy nhá, thạch anh bằng giấy. Và cái tại cái điểm chân thứ hai này, chân này có ghi chữ là 2 fm này, thì các bác hàn một dây, các bác nối sang đây. Các bác hàn một dây, hàn một dây để dẫn ra cái loa xét thạch anh bằng giấy này, như vậy là xong nhá. Thế còn khi ra cái thạch anh bằng giấy này, ra cái thạch anh bằng giấy này các bác này, thì người ta cũng đã có đánh dấu cộng trừ, thực ra là đánh dấu cho vui vậy thôi. Các bác thích hàn dây nào cũng được, các bác lưu ý kỹ nhá, tôi nộn dây này sang đây cũng được, không phân biệt âm dương. Anh em làm điện tử anh em biết bản chất nó thì anh em cũng sẽ bảo với các bác như vậy. Còn đâu bảo là đo phân biệt âm dương thì nó quá là phức tạp, đơn giản thôi, không cần phải phân biệt âm dương, các bác hàn đầu nào cũng được. Quan trọng nhất đấy là khi các bác phân biệt ở cái chân trên con thạch anh này này, để các bác hàn này nhá, thì tôi chỉ cho các bác nắm được này. Đây các bác như này, cái máy quay không được rõ lắm, nhưng khi các bác có con này rồi, các bác giơ lên như này các bác sẽ thấy này, ở đây là chân số 1 này, đây là chân số 2 này, đây là chân số 3 này nhá các bác nhá, đây là chân đánh dấu trừ này. Thế khi để mình đấu lên con siêu chắc này thì sẽ hất con tụ ra một dây từ trong loa, các bác hàn vào chân này, hàn vào chân này này, chân này chính là cái chân số 3 này. Thực ra cái điểm này này và điểm này, hai điểm này nó là một nhá, thì chân này sẽ là chân số 2, chân số 2 này có 3 điểm này, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, thì 3 điểm này cũng là 1 luôn. Và chân bên này là chân số 1, đánh dấu số 1 đây này, thì 1 điểm này này, 2 điểm này này, 3 điểm này cũng là 1 luôn. Nhưng các bác lưu ý kỹ nhá, nó thông nhau ấy. Thì cái lại cái chân số 1 này, các bác hàn dây để dẫn ra cái chiếc thẻ anh, hàn một dây. Tại chân số 2 này, các bác hàn một dây dẫn ra chân ra cái loa chiếc thẻ anh. Tại cái chân số 3 này, chính là cái chân cực tụ bên này này, thì các bác hàn một dây để dẫn vào trong loa, dẫn vào trong cái mạch loa nhá. Và một dây nữa từ trong mạch loa ra, các bác hàn tiếp vào cái chân số 1 này, hàn tiếp vào chân số 1 này. Bây giờ khi đây cụ thể là các bác đây, đây các bác nhìn đây, tôi vẫn để đúng chiều luôn đấy. Các bác tạm dừng màn hình lại, các bác nhìn thấy dây như nào thì các bác bảo thợ họ hàn như vậy nhá. Đấy, thì đây là tôi nói cho các bác để cho nó nhanh, cho nó mất thời gian. Ở đây là các bác, khi các bác mua loa mà có nhu cầu làm độ thì tôi sẽ hàn luôn cho các bác, là cụ thể và hoàn thiện là như thế này, băng keo băng dính để dán lại cho đỡ chập nhé. Đây là cái cách làm, đây là cái con đã hoàn thiện tôi làm rồi. Thế còn để nắp vào cái trong loa thì là các bác, tôi nắp cho các bác xem luôn, các bác bỏ loa bát ra ngoài nhé. Đây các bác cài nó vào trong này, cài vào khe này. Đây nó có cái mạch này, các bác lưu ý kỹ này, trong mạch này là có chân cắm này, thì cái chân cắm ở giữa này này để cho các bác cắm loa nhé. Còn chân cắm sườn ở dưới công tắc nguồn này này là để chân cắm pin nhé các bác nhé, để chân cắm pin. Các bác lấy cái giác cắm này về, các bác cắm vào đây, các bác cắm vào đây nhá. Rồi cái này không phân biệt chiều, các bác cắm nào được âm dương được hết nhá. Đây cái loa này các bác để vuốt cái dây gọn này vào lại một chút, các bác để ra đây, các bác cứ cắt như thế là tôi hướng dẫn cho các bác cắt như vậy nó sẽ phù hợp luôn nhá. Bắt đầu các bác úp vào, úp nửa này nào. Khi các bác úp vào thì các bác căn này cho cái khe này nó vào nhau là ok nhá, nó vào nhau là ok.
Rồi. Rồi, thấy không? Im hết. Và tôi lắc này, nó rất là im. Tại vì cái khoảng cách này tôi đã căn chuẩn rồi. Đó, nó căng với nhau rất là chuẩn nhé. Đấy. Phần công việc còn lại chỉ việc là các bác bắt vít vào là xong. Như vậy đã hoàn thiện nhé. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì tôi sẽ làm cho các bác luôn, độ luôn như này. Còn đây là tôi hướng dẫn cụ thể cho các bác biết cái cách làm. Các bác ở nhà mà có đồ nghề, có cái mỏ hàn thì các bác mỏ hàn như này này thì các bác sẽ tự hàn được. Thế còn các bác nào mà không có đồ thì đem ra ngoài thợ điện tử và cho họ xem video này, họ sẽ làm cho các bác. Đấy là trường hợp các bác là có loa điều khiển từ xa ở nhà rồi. Bây giờ các bác muốn mua thêm cái siêu chép về để các bác độ. Thế còn các bác mà mua mới từ đầu thì các bác bảo tôi sẽ làm cho luôn nhá. Thế về giá để các bác nắm được nhá. Cái con siêu chép này này, con siêu chép này nẻ không này, thì nó là 120. 120 là bao phí cho các bác rồi nhá, bao phí rồi nhá. Thế còn các bác muốn độ thêm thì các bác sẽ phải lấy thêm cái con thạch anh dây đồng này. Con thạch anh dây đồng này thì sẽ là 15.000. 15.000. Dây như này thì là 120 với 15.000 là 135.000 này, bao ship này nhá. Thế còn các bác mà muốn hàn luôn, muốn hàn luôn hoàn chỉnh thành như thế này rồi. Đây. Hoàn chỉnh như này rồi nhá. Hàn hết rồi này. Thì sẽ thêm 15.000 nữa. Nha các bác nhé, gọi là 15.000 tiền công hàn cho các bác. Thì sẽ là 150. 150 cho bộ siêu check này đã bao phí cho các bác rồi nhá. Nên các bác lưu ý khi các bác mua lẻ cái bộ siêu check này ấy, thì nó là 150 này. Thế còn các bác mà mua loa điều khiển từ xa bên shop để các bác mua loa ấy thì shop sẽ ưu tiên ưu đãi cho các bác là tính cho các bác cái giá bộ siêu check này này, cả công lắp vào trong này luôn, là tính cho các bác thêm 100.000 thôi. Đấy các bác nhé, các bác nghe kỹ nhé. Khi các bác mua cái siêu check này cùng với loa và độ luôn thì các bác sẽ được ưu đãi là cái siêu check này chỉ còn có 100.000 một cặp như thế này. Còn các bác mua một cặp như này về để các bác lắp vào loa ở nhà các bác có rồi ấy, thì sẽ là 150 nhé. Thế còn về cái này thì các bác đấu vào cái rác cắm hoặc các bác hàn trực tiếp vào bản mạch cũng được. Thế còn các bác mà muốn tự làm được thì các bác lại mua đồ như thế này. Đây, hai cái này như này thì nó là 135.000 bao phí rồi. Để các bác nắm được kỹ về cái giá nhá. Tôi nói lại là độ trên cái loa VKPE898 này này, bản 2018 này ấy, là hợp lý nhất. Cái loa này ấy, là cái loa có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhá. Và khi các bác mở lên ấy, này mở lên này là nó sẽ không chạy luôn. Và nó sẽ vớt ở chế độ PAOS, chế độ tạm dừng cho các bác để cho các bác có tính chủ động. Thì các bác bấm play thì nó mới chạy. Cái này thì tay điều khiển nó là tay điều khiển nút trắng, nhưng mà nó sẽ dùng chung được tay điều khiển nút xanh luôn. Sau này các bác hỏng tay điều khiển nút trắng thì các bác sẽ mua tay điều khiển nút xanh thay thế. Đấy. Còn về âm thanh của nó ấy, thì cực kỳ yeah. Về âm thanh của cái này ấy, thì cực kỳ tốt, trong, thanh, không ồn, không rè. Thế còn nhiều khi các bác thắc mắc là cái này hơi to thì nó không to bao nhiêu đâu. Còn về trọng lượng ấy, thì nó rất là nhẹ các bác nhé. Nó chỉ có hơn 200g một chút thôi khi các bác lấy loa bát ra. Thế còn khi gửi hàng cho các bác ấy, thì tôi sẽ bỏ tiếp lại cái loa bát này giả cho các bác. Để sau này các bác có nhu cầu đánh cuốc, đánh bịp thì các bác lại gắn lại các bác dùng. Các bác cái so sánh với cái loa E76 này, thì nó bảo nó to hơn E76. Nhưng mà thực ra ấy, nó chỉ to hơn một chút thôi. Còn cái dòng E76 này thì bên đơn vị tôi sẽ không kinh doanh nữa nhá. Chất lượng nó rất là kém và cái lô hàng mới và thì cái bản mạch nó cũng khác. Nó không có con IC to, con IC rất là nhỏ, không đủ công suất để kéo check được. Các bác có độ tụ thì độ được thôi. Còn các bác mà độ con siêu check này vào ấy là nó kéo không được, nó dậm giật luôn. Và nó giống như là chất lượng nó kém, lỗi rất là nhiều. Tôi bảo hành rất là mệt mỏi. Bây giờ là shop tôi sẽ nghỉ kinh doanh cái hàng E76 này. Và khi các bác có nhu cầu mua loa xẻ độ thì các bác vui lòng chuyển sang cái mẫu VKE898 này thì nó ổn định hơn rất nhiều. Chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển và chức năng chạy một bài mặc định các bác nhé. Chạy một bài mặc định có nghĩa là chạy hết bài này tự động quay lại phát lại, các bác không cần phải điều chỉnh nhé, để cho nó tránh tình trạng bị nhảy phay. Rồi các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại tôi gắn ở bên dưới tiêu đề nhé, hoặc là số điện thoại trên màn hình.
shop Tân Ánh phục vụ cho các bác ship hàng lên toàn quốc. Cái loa siêu chép chuyên cho anh em đánh xỉa như thế này là để âm thanh đánh xỉa là tốt nhất hiện nay nha các bác nhá. Thế còn sau này anh em nghiên cứu được cái loa nào tốt hơn thì giới thiệu với các bác sau. Rồi xin cảm ơn các bác, xin chào.